kẻ thắng lợi là kẻ bán hàng. Còn giai đoạn 1, kẻ thắng lợi là kẻ làm được nhiều hàng. Marketing 1 chấm. Bây giờ tôi nói ở giọng điệu khác nhé, thì nó gọi là marketing hướng tới sản xuất. Hãy chú ý đặc biệt cái từ đó, hướng tới sản xuất. Thằng nào sản xuất được nhiều thằng ấy thắng. Vì lúc bây giờ sản xuất nhiều là không thể. Nhưng sau này hàng nó nhiều thì marketing 2.0 người ta gọi là marketing hướng tới bán hàng. Thì bán hàng là mặt trận tiền tuyến. Thắng lợi thuộc về kẻ bán tốt. Còn hàng thì bố mày bao nhiêu cũng có, vì lúc này điện khí hóa. Các bạn ạ, hàng ra bắt ngát. Kẻ thắng lợi là kẻ bán hàng. Còn giai đoạn 1, kẻ thắng lợi là kẻ làm được nhiều hàng. Marketing 3.0, 4.0, cái gì ạ? 5.0 là marketing hướng tới con người. Mà con người nó chia làm 3 cấp độ con người. Con người cá nhân và con người thể hiện. Năng suất nó cao vọt, khe hở khách hàng bắt đầu nó yêu cầu cao lên, khe mới xuất hiện liên tục. Những cái thứ này là rẻ rách, hàng mày không chen được. Thì nó sang marketing 3.0. Và marketing 3.0, các bạn ạ, nó đòi hướng tới không phải khách hàng nữa, mà nó hướng tới con người. Nhưng rất tiếc khách hàng ấy, nó chỉ liên quan tới hàng thôi. Còn bây giờ nó phải đánh vào yếu tố ngoài hàng nữa, tức là đánh giá sản phẩm mày làm ra, mày phải đánh vào yếu tố ngoài cái hàng đó, mà đó là yếu tố con người. Như vậy marketing bắt đầu nó chuyển này, sản phẩm cộng với giá, cộng với kênh, và cộng với mày phải giới thiệu gì, mày không giới thiệu sao bố mày biết được, cộng với truyền thông. Thì marketing 3.0 các chị ạ, nó được chuyển như sau. Sản phẩm mày không được nói chữ sản phẩm nữa, mà nó phải chuyển theo hướng khách hàng. Cái người ta cần là tối thượng, chứ không liên quan đến sản phẩm. Sản phẩm được hiểu theo cách nhìn của khách, như nãy tôi vừa nói. Giá thì nó chuyển thành, vì nó hướng tới con người mà, là giá theo gói. Cho nên cái chữ giá nó chuyển thành gói. Yếu tố kênh bây giờ nó không quan tâm là kênh on hay kênh off. Off là gần nhà hay xa nhà, tao không cần biết. Thì kênh bây giờ nó chuyển thành cái chữ là tiện lợi. Tiện lợi là nhanh. Tiện lợi là sờ, mó, ngửi. Cho nên kênh online bây giờ nó bán, xong nó mới mở ngoặc. Mua thì mua, không mua cũng được. Mặc xong không ưng, đổi. Đổi cả cái anh mặc rồi, chơi. Ai bảo on là tiện hơn off, mà kênh nào tiện là bố mày múc. Suốt ngày chứng minh online sẽ thay thế offline. Cái tiện lợi nó sẽ quất chết cái vô tiện lợi, chứ không liên quan gì đến on đến off cả. Tùy lĩnh vực. Ở Anh tôi sang tôi làm trường học, đến mức tiến sĩ nó đào tạo nó còn phải bỏ online. Bởi vì online nó đòi tự học cực cao. Các bạn ạ. Bây giờ tiếp tục. Điển hình của hướng tới con người. Truyền thông. Truyền thông bây giờ nó thay bằng chữ giao tiếp. Thời đại hiện đại là thời đại bố mày nói chứ mày con ạ. Bố mày tin bạn mày chứ chưa bao giờ bố tin cái mặt mày. Bức tường thông tin nó đổ. Cho nên nó tin cư dân mạng. Mạt kiếp thì nó nghe những cái comment ở dưới. Mà cứ gáy. Gáy bao nhiêu chết bấy nhiêu, chỉ có mang giấy tiền đi đốt lò thôi, đốt củi thôi. Mà cứ mà cái tình quảng cáo xong làm đủ cho quảng cáo. Xưa lắm rồi các bạn ạ. Bây giờ nó là giao tiếp. Giao tiếp nó có hồn, nó có phách. Và điển hình là 2 chiều. Còn ngày nay là N chiều. Vậy thì marketing 3.0 là marketing hướng tới con người. 2.0 là hướng tới bán hàng, tức là hướng tới khách hàng. Và 1.0 là hướng tới sản xuất. Tí tôi sẽ tổng kết cái đó, tức là hướng tới sản phẩm.
Vậy thì em muốn sống với chồng em ấy, đừng coi chồng em là sản phẩm, vì nó là một thực thể con người. Nhu cầu của họ nó vô lý đến tột cùng. Đấy là vô lý so với em, nhưng với anh ấy là có lý. Hãy tôn trọng người ta, đừng có lấy mình ra làm chuẩn. Thứ nhì, nói cái gì cho đàng hoàng, đặc biệt đàn bà, nói theo gói. Tổng cộng cái này em nhờ anh 2 ngày là 2 ngày. Và thứ ba, kênh gì cũng được, hôn nhau qua online, qua offline không quan trọng, quan trọng nhất là tiện lợi. Và cuối cùng, đừng truyền thông nữa, mà hãy biến thành giao tiếp. Giao tiếp nó có hồn, nó không chỉ có lý ở trong cái nội dung. Và thứ hai là buộc phải cho khách hàng nó nói, tức là cho chồng nói, chứ không có một chiều, truyền thông chỉ là một chiều. Và rất tiếc nó phải đa chiều nữa. Cho nên marketing bây giờ nó là 4 chữ, nhưng mà 4 chữ khác hoàn toàn. Mà các bạn muốn cho hiểu, các bạn biết tôi giải thích cứ đau cả cổ, mà tôi lo nhất là thời gian. Mà không giải thích thì đảm bảo thời gian tức thì, nhưng các anh chị lại không hiểu. Và điểm cuối cùng, PR là một pháp nhân, mà đứng đầu PR là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn, đó là anh Nguyễn Công Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi, và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.